đảm nhiệm một trong hai vai phản diện bị ghét và gây tranh cãi nhất Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Quang Sự hiện đang là nam diễn viên nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Quang Sự coi đó là kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời làm diễn viên. Lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác nhân vật mình đóng bị khán giả ném đá dữ dội từ tập này qua tập khác. Nhiều người tràn vào trang cá nhân của Quang Sự để lại những bình luận phẫn nộ về nhân vật Nghĩa, thậm chí còn lẫn lộn giữa vai diễn và nam diễn viên ngoài đời khiến anh không ít lần phải lên tiếng chấn chỉnh. Vì bị quá nhiều câu hỏi làm phiền, mới đây, Quang Sự đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái hóm hình hé lộ kết cục của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Theo đó, nam diễn viên cho biết, sau tất cả, Nghĩa cũng biết buông bỏ, tha thứ cho Nhiên. Cuối cùng hai người về lại bên nhau, qua Canada mua mấy hecta rừng rồi sống đến đầu bạc răng long. À, còn Gôn thì về với Việt, Kitty ở với Hà và Vũ. Ôi cái kết thật nhân văn. Sợ khán giả hiểu lầm, Quang Sự còn không quên kèm theo một câu nói giải thích, đây là mình nói vui thế. Còn không biết quý khán giả đoán thế nào. Những hé lộ vui của Quang Sự nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú, vui vẻ. Thậm chí nhiều khán giả khuyên nam diễn viên có thể lấn sân sang lĩnh vực sân khấu hài. Hiện, Trạm Cứu Hộ Trái Tim đã lên sóng tới những tập cuối. Chỉ còn ít tập nữa, bộ phim sẽ chính thức tạm biệt khán giả. Chính vì vậy, nhiều giả thuyết về cái kết đã được cư dân mạng đưa ra. Không ít khán giả tin tưởng vào một cái kết nhân văn dành cho tất cả những nhân vật trong bộ phim. Trong đó, cái kết được ủng hộ nhất chính là Vũ và Ngân Hà kết hôn, cùng nhau nuôi dạy Kitty trưởng thành. Nghĩa và bà Sinh đưa Gôn về quê sống còn An Nhiên mặc dù sẽ phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình nhưng cuối cùng vẫn nhận được sự tha thứ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.